Mưa lớn khiến cho hầm để xe ngập sâu, cô gái lội nửa người cứu tài sản. Nani? Nam thanh niên xông vào nhà giật phăng chiếc điện thoại trên tay bé gái. Đang chuẩn bị đồ ăn, chủ cửa hàng thất kinh khi nam thanh niên lao thẳng xe máy vào nhà. Đây. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video tại một hầm xe của một tòa nhà. Theo đó, sau một trận mưa lớn, hầm để xe đã ngập sâu, khiến cho tất cả xe dưới hầm đều chìm trong biển nước. Tuy nhiên, cô gái trong video lại chọn cách lội xuống hầm xe để cứu lấy chiếc xe máy của mình. Mặc dù nước ngập sâu ngang ngực, dòng nước còn cuốn theo cả rác và chất bẩn chảy xuống hầm, thậm chí nguồn điện dưới hầm còn chưa cắt. Nhỡ may xảy ra chập điện thì không biết sẽ như thế nào. Thế nhưng có lẽ không biết mình đang nguy hiểm, cô gái vẫn nở một nụ cười rất tươi và xem như là một trò đùa nghịch. Hành động này bị lên án gay gắt, không nên làm vậy vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra khá khó hiểu cho hành động này của cô gái. Nguy hiểm quá chắc không sợ bị điện giật. Không biết nghĩ kiểu gì mà lại lội xuống dắt xe như thế, điện giật cho thì ở đấy mà cười. Xe đằng nào nó cũng ngập rồi, xuống dắt có nổ được mấy đâu, điện nó giật cho phát thì cứng đờ. Còn cười được thì chắc không sợ chết đâu nhỉ. Mà không hiểu hầm xây kiểu gì mà để trời mưa nước ngập như thế. Mới đây, một đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc xe máy tông thẳng vào nhà đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Cụ thể, thời điểm đó có hai người đang đứng ở quầy chuẩn bị đồ ăn thì bỗng một nam thanh niên chạy xe máy tay ga lao thẳng vào phía trong. Chiếc xe máy đã xô đổ bàn ghế trong quán khiến cho bát đĩa rơi vỡ tan tành. Cú tông mạnh khiến hai người chủ nhà giật mình đứng nép vào trong, rồi sau đó phải ra tay giúp đỡ thì chiếc xe máy mới dừng hẳn lại được. Hy vọng đây là bài học cho anh chàng về sự cố ẩu thả này, cần phải quan sát cẩn thận để không gây tai nạn đáng tiếc như thế này. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được camera an ninh ghi lại hình ảnh một nam thanh niên xông vào nhà dân để giật điện thoại ngay trên tay của bé gái. Theo đó, bé gái đang ngồi trên ghế trong nhà xem điện thoại một mình, thì một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kính mặt, đi từ ngoài vào, lợi dụng lúc em nhỏ đang không để ý đã tiến sát lại, giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Quá bất ngờ, bé gái chỉ biết đứng im nhìn theo rồi òa khóc, chạy vào nhà gọi mẹ khi tên trộm đã bỏ đi. Ở một clip khác, hai đối tượng khác phát hiện một em bé trai đang ngồi xem điện thoại trong sân, cổng nhà bị khóa. Thanh niên ngồi sau xe máy đã tiến lại gần cổng, gọi dụ dỗ để lấy được điện thoại của bé trai. Sau đó, thanh niên trên vội chạy ra xe của đồng bọn đang chờ sẵn bên ngoài để cùng tẩu thoát. Điều đặc biệt là thanh niên xuất hiện trong cả hai clip trên đều có ngoại hình giống nhau, mặc áo khoác đen, tay áo có sọc màu trắng. Theo chia sẻ của người đăng tải, sự việc xảy ra tại huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Chúng tôi là Sài Gòn TV và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những đoạn clip camera nổi bật mỗi ngày.